không biết thì không có thể yêu mến được. Còn Thánh Jeronimo thì nói với chúng ta là không biết vị thánh là không biết Đức Kitô. Tin cái không biết đó là một cái để cho mỗi người chúng ta ý thức hơn, để chúng ta không có quyền không biết mà là chúng ta phải biết. Bởi vì Chúa đã cho chúng ta có một cái trí khôn rồi, Chúa cho chúng ta một cái phương tiện là có những người dạy dỗ là giáo hội rồi, và điều mà còn Chúa cho chúng ta biết đọc biết viết nữa rồi, thì đương nhiên là chúng ta không có quyền nói là không biết, mà là chúng ta phải đọc để biết, và đó mới là cái chuẩn, cái mục đích mà chúng ta không biết là bởi vì chúng ta không học, chúng ta không biết bởi vì chúng ta lười, chúng ta có đủ phương tiện rồi. Sau một năm chúng ta học giáo lý, năm này thì đọc lại cho chúng ta được những gì thì theo các lớp thêm, để cho chúng con phải ý thức hơn chúng. Mỗi năm thì mình sẽ học rộng hơn, còn tiếp tục còn cái kết thúc thật đẹp và một sự bế mạc thành công. Xin cảm ơn. Sau đây là tới phần phát thưởng cho các em các lớp năm lý. Trước đọc nào thì xin mời giáo lý viên lớp đó lên, cũng như các em có tên lên, cũng như các phụ huynh mà có tên của con em mình phát thưởng chúng ta đứng ở cái chỗ mặt này. Lớp tiền khai tâm, giáo lý viên là Teresa Bùi Thị Mỹ Linh, Teresa Lê Nguyễn Ngọc Châu. Hạng nhất là em Maria Mai Anh, con của Maria Nguyễn Đăng Thi, hạng Khu Du Xe. Hạng hai là anh Hạnh Phúc Hải, con anh An Đôn Đào Duy Phương, Khu Kỳ Tô Vương. Hạng ba là em An Đôn Lê Nguyễn Hiền Vinh, phụ huynh là Phê Rơ Lê Minh Trí của Khu Du Xe. Xin mời các em bắt tay lên liền đi, giáo lý viên và phụ huynh tay lên đi, để rồi mất phải mất thời gian. Các em tiền khai tâm vừa bắt tay bắt lên đi. Đây xin mời lớp khai tâm một, giáo lý viên vừa báo là ba em này không mất đi thì có phụ huynh. Sao không cho con em mình đi? Lên đi. Con xin kính mời cha chánh xứ phát phần thưởng này. Hạng nhất là em Mai Anh, con của bà Maria Nguyễn Đăng Thi. Hạng hai là em Đoàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin mời